Chúng ta sẽ làm bài 86 diện tích hình tam giác. Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao chính là độ dài của đường cao đó, đúng không? Rồi chia cho 2. Hay nói cách khác, tính diện tích hình tam giác ta sẽ lấy sẽ bằng 1/2 của cạnh đáy nhân với chiều cao. Cũng là cách nói, đúng không? Ta lấy độ dài cạnh đáy nhân lấy 1/2 độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao cũng được. Bài số 2, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 7 cm và chiều cao là 4 cm. Vậy thì diện tích của nó sẽ là độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao là 4 rồi chia cho 2. 7 x 4 là 28, 28 chia cho 2 sẽ bằng 14 cm vuông. Đây diện tích chính là cm vuông. Và diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 15 m, chiều cao là 9. Tôi lấy 15 x 9 và chia cho 2 sẽ bằng. Chín năm bốn năm với năm nhân bốn, 91 là 94 là 13, chia 2. 13 chia 2 được 6, 62 12, 13 trừ 12 được 1, hạn 5. 15 chia 2 được 7, 72 14, 15 trừ 14 được 1, đánh dấu phẩy thêm 0 chia tiếp. 10 chia 2 được 5, 52 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, bằng 67,5. Ở đây chiều dài, chiều cao là mét, vậy diện tích của nó sẽ là mét vuông. Tiếp theo, độ dài hình tam giác có cạnh đáy là 3,7. Ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao là 4,3. Ta chia cho 2. 3,7 nhân 4,3. 3,7 21 với 1 nhân 2. 3,3 là 9 thêm 1 là 10. Và thêm 2 là 11. Thêm 2 là 11. 4,7 28 với 8 nhân 2. 4,3 12 thêm 2 là 14. 1, 9, 5, 1. Ta chia cho 2. 15 chia 2 được 7, 72 14, 15 trừ 14 được 1, hạ 9. 19 chia 2 được 9, 92 18, 19 trừ 18 được 1, hạ 1. 11 chia 2 được 5, 52 là 10, 11 trừ 10 được 1, đánh dấu phẩy thêm 0. 10 chia 2 được 5. 52 là 10, 10 trừ 10 bằng 0. Bằng 7,795. Lỗ chỗ này. Chỗ này là 3,7 nhân 4,7 chứ không phải 37 nhân 43. À, 37 nhân 4,7 sẽ bằng 1212, 15,91. Tôi lấy 15,91 chia 2. Nhầm. 15 chia 2 được 7. 72 14, 15 trừ 14 được 1. Đánh dấu phẩy hạ phần thập phân là 9 xuống, được 19 chia 2 được 8. Được 9 lần. 92 18, 19 trừ 18 được 1, hạ 1. 11 chia 2 được 5, 52 là 10, 11 trừ 10 được 1, thêm 0, 10 chia 2 được 5, 52 là 10, 10 trừ 10 bằng 0, bằng 7,955. Ở đây có độ dài đáy và chiều cao đơn vị là decimet, vậy diện tích nó sẽ là decimet vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ có bài 3. Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 13,5m và chiều rộng là 10,2m. Tính diện tích tam giác EDC. Chiều rộng là 10,2m. Chiều dài là 13,5. Gọi là DC này, đúng không? Là 13,5m. Tính diện tích tam giác này. Muốn tính diện tích tam giác này, ta phải biết được độ dài cạnh đáy và chiều cao của nó. Bây giờ độ dài cạnh đáy chính là cạnh DC rồi, bằng 13,5 rồi. Vậy ta phải biết được chiều cao EH. Ta thấy là chiều cao EH
EH vuông góc với lại. EH là chiều cao của cái hình tam giác này và nó sẽ vuông góc với DC. Nếu vuông góc DC thì ta thấy tam giác AEHD này có EH vuông góc với DC thì nó cũng vuông góc với lại DH này. Vậy thì đây nó sẽ là hình, mà đây ABCD này nó là hình chữ nhật rồi, thì góc này nó vuông, góc này nó vuông, góc này bây giờ nó cũng vuông góc, vậy thì góc này nó cũng vuông. Vậy bốn góc vuông. Vậy thì cái góc cái hình AEDH HD này, AEHD này nó chính là hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật thì hai độ dài hai cạnh ngắn bằng nhau, hai cạnh dài dài bằng nhau. Hai cạnh dài ở đây chính là AD, chính là chiều rộng của cái hình chữ nhật ABCD này cũng bằng 10,2 m. Vậy thì hai cạnh dài của hình tam giác của hình chữ nhật AEHD này nó có cạnh dài là AD và EH. Độ dài của hai cạnh này sẽ bằng nhau. Vậy thì EH này nó sẽ bằng 10,2 m. Vậy ta sẽ có chiều cao của cái hình tam giác EDC là 10,2 m và cạnh đáy là 13,5. Vậy ta sẽ tính được diện tích của hình tam giác này. Ta sẽ có EH bằng với lại AD và bằng là 10,2 m. Bây giờ ta sẽ tính diện tích hình tam giác EDC là độ dài cạnh đáy là 13,5 nhân với chiều cao là 10,2, tất cả chia cho 2 sẽ bằng. Hai nhân năm là 10 với không nhớ 1. Hai nhân ba là 6 thêm 1 là 7. Hai một là 2. Một nhân năm là 5. Một nhân ba là 3. Một nhân một là 1. Không, 7, 7, 3, 1, 1, 2, 1, 2. 137,70 chính là 137,7. Chia cho 2. 13 chia 2 được 6, 62 12, 13 trừ 12 được 1, hạ 7. 17 chia 2 được 8. 82 16, 17 trừ 16 được 1. Đánh dấu phẩy, hạ phần đập phân là 7 xuống được 17, 17 chia 2 được 8. 82 16, 17 trừ 16 được 1, thêm 0. 10 chia 2 được 5. 5 nhân 2 là 10, 10 trừ 10 bằng 0. Và sẽ bằng 68,85. Đơn vị là mét vuông.